Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Vợ Thắng Vlog. Hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2020. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách quét nhà bằng chổi đốt các bạn. Đây trên tay tôi là cái chổi đốt. Trong nhà sạch thì mát, bát sạch còn cơm nên là ngày nào chợ cũng phải quét hai lần nhà các bạn. Còn lau không nói các bạn nhé. Đây mình sẽ quét nhà. Mình sẽ giới thiệu cách quét nhà. Các bạn dùng chổi đốt để quét nhà các bạn nhé.
Thế hôm nay mình đã giới thiệu xong với các bạn về cách quét nhà bằng chổi đót các bạn nhé, làm sạch nhà bằng chổi đót. Xin chào và hẹn gặp lại.